Thì ở đây có một cái công trình nhà cổ. Đây là nhà của anh Phúc. Ở đây là ba đời rồi. Và căn nhà cổ này niên đại lên tới hơn 100 năm. Cái Tết của thôn quê này, cái Tết của ngày xưa. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi một cái kiến trúc của nhà cổ ngày xưa nó bao gồm những cái gì ha. Tường này là xây vôi với nước đường. À, vôi với nước đường. Vôi với nước đường. Dạ. Là đặc biệt là trên 100 năm rồi nó không có nước. Trên 100 năm mà hầu như là không xây, nước không răng. Này là ba gian. Ba nhà, gian, nhà. Ba gian hai trái. Ba gian hai trái, trên 100 năm rồi. Trên 100 năm rồi. Cái này là những dấu vết của thời chiến tranh nè. Dạ. Đã làm lại rồi nhưng mà giữ lại những dấu vết. Dạ, đúng rồi, đúng của rồi. Thời chiến tranh. Không có thấy ở những cái bộ bàn ghế bây giờ đâu. Dạ. Tổng miếng đất mình chắc cũng phải một mẫu tư anh. Một mẫu tư. Dạ, sao là vườn trái cây. Ồ, quá đã luôn. Đẹp quá, ống cúng quá. Ồ, nhớ xưa quá. Mỗi lần nó rè rè đập một cái rõ lại, mỗi lần rè rè đập một cái rõ lại. Hello, mình là Nam Ngô và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, hôm nay mình đang có mặt ở An Sơn thuộc Thuận An, Bình Dương ha. Thì đây là một cái quán cà phê một thoáng Bình Dương xưa. Thì ở đây có một cái công trình nhà cổ. Đây là nhà của anh Phúc. Ở đây là ba đời rồi. Và căn nhà cổ này niên đại lên tới hơn 100 năm. Đây giới thiệu với các bạn, đây là anh Phúc chủ nhà ha. Thì anh Phúc cũng là một người yêu thích bò sát. Hai anh em cũng quen biết nhau qua cái kênh bò sát của mình. Thì tới giao lưu anh Phúc anh nói là có nhà cổ vậy, mình nói hấp dẫn quá cho em tới em quay review cho mọi người coi. Ok anh, bây giờ em năm mới cũng chúc anh và gia đình thật là nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và mọi chuyện đều hanh thông hết. Năm mới em cũng chúc anh và gia đình được nhiều sức khỏe. Dạ. Bình an, hạnh phúc tràn đầy. Ok, cảm ơn anh Phúc. Rồi bây giờ anh Phúc sẽ cùng dẫn chúng ta vô coi cái khuôn viên của một căn nhà cổ, cái vườn xưa. Nói chung mình vừa bước vô đây, cái cảm giác đầu tiên các bạn biết gì không? Bình yên liền. Nhìn thấy cái Tết của thôn quê liền. Cái Tết của ngày xưa. Rất là đẹp, ấm cúng. Đây bây giờ mình vô mình coi nhà trước hả anh? Dạ dạ. Ok các bạn. Thì đây là nhà ba đời. Ba thế hệ, ba thế hệ đều sinh hoạt ở đây. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn coi một cái kiến trúc của nhà cổ ngày xưa nó bao gồm những cái gì ha. Vô nhà cổ là phải đi chân đất luôn cho mát cái chân các bạn. Tầng viên gạch này là cũng là không, nguyên bản luôn ha. Nguyên gạch đã trùng tu lại rồi. Đã trùng tu rồi. Dạ. Trùng tu rồi. Chỉ còn lại là tường, vách tường. Dạ. Nguyên căn nhà là chưa có sửa. Dạ. Chưa có sửa lại. Ngày xưa nghe ông nội nói là tường này là xây vôi với nước đường. À, vôi với nước đường. Vôi với nước đường. Dạ. Thì mục đích là cái đường là kết dính anh. Kết dính cho nó chắc. À. Mấy nhà ở đây xây sau này mà xe chạy container chạy nứt hết, nhưng mà tường này là đặc biệt là trên 100 năm rồi nó không có nứt. Trên 100 năm mà hầu như là không nứt không răng. Xây gạch thẻ nè. Dạ. Tất cả đều nguyên bản hết. Nguyên bản. Dạ. Tranh này là tranh Hai Bà Trưng. À. Thấy quay kỹ mới thấy nè. À đây, vôi có ngà. Vôi nè. Dạ. Thì cái này là cũng là một trong những cái bộ sưu tập của gia đình anh từ đó tới giờ luôn. Đúng rồi. Với cặp lục bình cổ. Lục bình cổ hồi xưa. Này của đây là gớm của Bình Dương mình luôn. Gớm Biên Hòa. Gớm Biên Hòa. À. Có hai vùng gớm mà nổi tiếng là trong đây là Bình Dương với là Biên Hòa. Còn những thố trầu này là của bà nội. À, hai cái thố trầu này luôn ha. Dạ. Dạ. Những cái bức tranh này cũng là xưa luôn hay mới anh? Bức tranh thì mới, chỉ có còn giữ lại được ha, hai tấm liễn. À, hai cái liễn. Dạ, hai dạ. Tấm liễn. Ý nghĩa của nó là gì anh có tìm hiểu không anh? Chưa có tìm hiểu. Dạ. Hai cái liễn này từ xưa luôn. Anh có tìm hiểu về cái gọi là cái kiến trúc của nhà cổ nó là cái gì không anh? Ví dụ như là năm gian hay là cái gì đó? Này là ba gian. Ba nhà, gian. Nhà ba gian. Ba gian hai trái. Ba gian hai trái. Dạ. Thì đây là cái gian chính của mình đây. Còn cái bình này cũng bình cổ. Dạ. Này khoảng bao nhiêu năm anh?
Trên 100 năm đó. Trên 100 năm rồi. Rất là có giá trị về mặt thời gian và tình cảm ha các bạn ha. Bao nhiêu kỷ niệm trong này. Đây là bộ bộ ván cũng từ xưa luôn. Bộ dạ. Bộ dạ. Gõ kêu bộ bộ những quỳ. Quỳ. Cái này là những dấu vết của thời chiến tranh nè. Dạ. Đã làm lại rồi nhưng mà ông anh muốn giữ lại những dấu dạ, đúng rồi, đúng của rồi. Thời chiến tranh. Cái này kiếm không ra, làm lại đơn giản. Dạ, này rồi. Là dấu gì anh? Dấu đạn. À dấu tại đạn. Hồi xưa Việt Cộng nằm vùng ở bên đây. Dạ. Bên đây nó bắn qua. À. Nó bắn qua nên còn lại những dấu đạn. Này, dấu vết của thời gian hết, giữ nguyên. Đúng á, giữ nguyên mới đúng á, chứ làm lại là hối hận, giờ nhiều khi hối hận á. À, bộ này cũng nữa. Này chạm gì? Chim hoa, hoa dạ. Chim. Này là sư tử. Sư tử, bàn sư tử. Bàn sư tử, đẹp quá. Không nhận hàng trăm năm mà giữ từ xưa tới giờ. Dạ. Rồi cái chân ở giữa rất là lạ cho các bạn, không dạ. Có không có thấy ở những cái bộ bàn ghế bây giờ đâu. Dạ. Quá là đẹp. Tự nhiên không có đánh bóng gì hết. Dạ. À cái này chưa có đụng hỏi BU hay là gạt làm lại rồi, còn không? Còn nguyên để còn vậy nguyên đó. Bản luôn. Rất là giá trị. Nếu mà mình ai mà yêu văn hóa, yêu cảnh mà những gọi là ngày xưa tranh, hoài niệm á, những tấm tranh sơn mài hồi xưa. Dạ. Yeah. Bước vô đây là được quay về với lại cái thời đó luôn. Trên sơn mài. Đẹp. Sao mà bao nhiêu năm đúng là cái chất lượng nó rất là tốt ha, vẫn còn giữ nguyên được mà thấy. Nhà còn lưu lại những nồi đồng. À. Nồi đồng xưa. Này là để nấu ăn luôn anh. Dạ. À, hồi nồi đồng xưa người ta để xong nữa. À xong nấu hả? Nấu xong. Nấu nước xong. Cảm cúm các bạn. Này ô trầu đại. Ô trầu. Ô trầu đại nặng ghê không? Ôi nặng. Ô trầu là gì ta? À, cái đồ đựng trầu á. À. Ôi nặng lắm các bạn. Này trầu cao rồi để trầu vô. Trầu cao. Để vô. Để vô. Cái này đồ gạt tàn thuốc. Này mới hay cũ anh? Cũ cũ. Cũ luôn coi, hả? Coi vậy chứ cũ à. Anh coi nè, dưới nè. À. Giờ cũng khó kiếm mấy loại này. Dạ. Cũ lắm. Xưa ha. Dạ, xưa. Những cái cột này là cũng y vậy, hồi xưa cũng y vậy đó. Dạ. Bao nhiêu năm tháng vẫn giữ được cái mọi cái được bảo quản rất là tốt luôn ha. Dạ. Cái đồng hồ này cũng vậy luôn ha anh. Đồng hồ này cũng không, đồng hồ này mới. Mới à, đồng hồ này mới. Dạ. Trên này có một bức tranh thầy đồ dạy học ha. Dạ. Này cũng cũng lâu rồi. Lâu rồi. Dạ. Bằng gỗ anh. Gỗ anh. Đây những cái tủ này cũng là xưa đây. Tủ xưa. Có những cái ống đạn nhỏ. Dạ. Đạn nhỏ còn giữ lại. Còn lư, lư thì cũng lư xưa. Đây là bộ lư xưa. Dạ, lư xưa, lư nhất. Còn cặp bên đây là cặp nhì. Kiếm không ra luôn.
Hồi xưa nếu mà nhà thì cái kiến trúc này thì nhà nào cũng giống giống vậy đúng không anh? Dạ. Cái kiểu kiến trúc mà ngày xưa thì gian này là gian để thờ cúng. Dạ. Rồi xong mà mới có một cái giếng trời. Giếng trời ở căn giữa này nè. Dạ. Để cho lấy nước sinh hoạt lấy, đồ. Gió đồ ở ngoài vô. Giếng trời á ha. Giếng trời chứ không phải là giếng nước. Đúng, anh có chở cho em đi tham quan với ha. Cùng cùng ở trong đây thì giờ nó còn bề bộn quá. Bên đây là hồi xưa là cái hai cái hố chừng cao chừng ông nội ông để hai cái hố á. Dạ. Đây rồi đây là khón hết để cho gió nó vô. Vô. Ở đây có một cái được cửa phá lại. Dạ. Cái cửa này phá lại. Ở căn này cũng phá lại. Dạ. Căn này phá lại rồi cái căn này căn giữa. Nhưng mà còn bề bộn quá, đừng quay. Tại vách lỗ hết. Dạ. Ngày xưa phòng nhỏ lắm, phòng nhỏ xíu à. Dạ. Đó, nè, cái đằng sau thì nó có cái tủ rượu. Tủ này gọi là gặp anh ghê hết ta. Nó có cái một cái rương ha. Để ba đồ nè. Cái gà mên này là cũng lâu đời lắm nè. Dạ, cái gà mên nè. Mên lâu đời. Bằng nhôm ha anh? Dạ nhôm. Nhôm. Mấy bộ chén bát tràng. Chén bát tràng. Dạ. Tổng diện tích cái nhà này là bao nhiêu anh? Cái nhà này hả? Dạ. Căn này không hay sao? Dạ căn này nè. Căn này thì ngang 10 sau cỡ 70 mét vuông. À 70 mét vuông. Từng cánh cửa gỗ này đều là cái khóa này cũng là này chắc mới quá. Chỉ để khóa này. À đúng rồi, cái đó đó, cái này mới là cũ nè. Cũ. Còn này nhìn là thấy mới. Cái này mới. Mới. Này, hồi xưa của nó là gạch này nè. À gạch vàng này. Gạch vàng trắng đỏ. Nó nhiều màu lắm. Trắng đỏ pha vô. Trắng đỏ pha vô. Sau này nó bị sụp á, cái nền nó bị sụp đó mới nhà không biết mới hai lót ba gạch lót gạch này. Mai mốt tính sửa lót lại gạch mang. Yeah. Gạch hồi xưa. Giờ nó cũng có sản xuất lại mấy cái kiểu đó. Hồi xưa nó cửa nó là cửa này nè. Dạ. Nhỏ vậy là chứ không phải như cửa đó. Cái à, đúng ông, rồi. Ông anh ông ông làm phòng máy lạnh ấy, cái ông hai á. Đúng rồi. Sau này tính sửa lại. Đây các bạn, đây là những cái đố cửa hồi xưa nó nhỏ thế này thôi. Có những cái sông như thế này. Nhà nội cũ của mình ở Biên Hòa đó là cũng rất là giống vậy luôn. Dạ. Kiểu nhà xưa. Dạ. Bây giờ nhưng mà giờ cũng sửa lại. Dạ. Sau nhiều năm ấy cũng bị ngập đồ này. Dạ. Nọ chứ phải nâng nền đồ này nọ lên. Cái cánh cửa cổng của mình, cái cửa gỗ đó là cũng xưa không anh hay là mới anh? Làm lại hồi năm 2008. 2008. 2008. Dạ. Yeah. 2008 nay cũng mười mấy năm rồi. Tổng miếng đất mình chắc cũng vẫn một mẫu tư anh. Mẫu tư hả? Dạ, tại sao là vườn trái cây. Ồ, quá đã luôn. Đây, các bạn nhìn, các bạn thấy trang trí rất là đẹp. Mà rất là có cái nét văn hóa ngày xưa ha. Này, mấy ngày Tết chắc mọi người tới đây uống cà phê, dạ, chụp hình đồ rất đẹp dữ. Dạ, bận áo dài Tết đông lắm. Dạ. Căn này cũng giữ lại. Dạ. Y vậy luôn. Chỉ có hai cửa cửa sắt thôi. Dạ. Yeah. Anh sẵn đây anh giới thiệu cái địa chỉ của mình nó cụ thể hơn để mọi người coi clip á, mà muốn tới tham quan á thì người. Yeah. Ta biết đường người ta. 46 đường Hồ Văn Minh, xã An Sơn, thành phố Hưng An, Bình Dương. Hoặc là có thể search trên Google có không ta? Một thoáng nhà xưa Bình Dương. Một thoáng Bình Dương xưa. Một thoáng Bình Dương xưa là có đúng không? Dạ. Yeah. Ok, các bạn có thể bấm Google ha, một thoáng Bình Dương xưa. Ok, là nó sẽ ra địa chỉ. À. Việt Nam 19 hồi đó. Ôi dễ thương quá. Anh thiết kế hết luôn hả anh? Em thiết kế.
em làm theo ý em. Ôi ôi, rất là thích luôn các bạn. Đẹp quá, ống cúng quá. Quá ấm cúng luôn. À, cái bàn mái mai xưa. Ồ, nhớ xưa quá. Đèn măng sông. À, đèn măng sông đây. Hồi xưa nhà mình á là ở chợ Cầu Muối. À, buôn bán với chợ Cầu Muối á là sử dụng cái đèn này rất là nhiều luôn. Yeah. Ấn tượng á. Ba mình là bơm dầu hôi lên. Yeah. Xong một phẹt cái nó phưng lên, cái nó dịu xuống. Yeah. À. Anh ơi, nhà may Tân Thời các bạn. 1900 hồi đó. Rất là đẹp. Ồ, những cái ngói này là mình cố tình mình chất lên để trang trí luôn ha. Ngói này là em tự thiết kế theo ý em. À. Chất lên. Hay ha. Dạ. Mình có cái tưởng chất lên thành một cái phong rất là đẹp luôn. Dạ. Lạ, cổ điển. Quá. Bên đây là dôi xưa, dôi hả? À, đây, dôi. Dôi. Này là của Bình Dương mình nè. À. Dạ. Đây, từng cây quạt. Xưa cái tủ này cũng kiểu cổ điển, rất là đẹp đây, dạ. Tivi. Hồi xưa chỉ có cái tivi này coi các bạn. Mỗi lần nó rè rè đập một cái rõ lại, mỗi lần rè rè đập một cái rõ lại. Cái này cái kia còn đời mới nè, cái này đời, dạ, cũ hơn á. Dạ. Này là những cái đĩa than. Đĩa than. Ừ. Giờ còn hoạt động được không anh? Dạ được. Ồ, vẫn còn hát được. Vẫn còn hoạt động luôn. Thích quá. À. Những bức tranh này là tranh này tranh vẽ chứ không phải là tranh mua. À, tranh vẽ, anh vẽ luôn. Không, người bạn về vậy. À. Cái màu vàng vàng này gọi là vàng hột gà ta. Dạ. Vàng hột gà này nó cũng rất là cổ điển, rất là sang. Ôi, nhìn từng cái ghế này rất là thích luôn. Này là ông bà mùng 1 vô ngồi là con cháu tới chúc Tết rồi, dạ, ha. Cái này gọi là cái tủ bút gì ta? Buffet. Tủ buffet, đúng không? Mình hồi xưa gọi là tủ buffet. Tủ trà, đựng ly trà, ly đồ này nọ. Cánh cửa này nè anh em. Cánh cửa này hồi xưa mà gọi là lúc mà đổi mới á, thì người ta đổi những cái cửa này, người ta bỏ đi, người ta thay bằng những cái cửa nhôm, cửa kính rồi này nọ. Nhưng mà sau này á, những người mà làm về thiết kế nội thất, người ta sử dụng này lại thành những cái người ta sử dụng lại cái này ha, nó gọi là retro mà. Nó retro lại, nó rất là đẹp, sang. Có người ta lót cái trên cái trần luôn. Ồ, bên kia có giếng nước. Thích quá anh. À, cũng giống như nhà ngoại của mình á, bên hẳn cám á, là bên trong nhà sẽ có cái mộ của gia đình. À, cái mộ của gia đình à, thì ở đây cũng có, ở đây hoành tráng rất là to. Này của ông bà anh. Của ông bà nội. Dạ. Ồ, cái cây này là cái cây điệp lào. Điệp lào. Điệp lào. Bông rất là độc. Trái cũng rất là độc luôn. Điệp lào đúng không? Lâu quá mới gặp cây đẹp. Đây là giả cảnh ông đồ. Dạ. Ông đồ ngồi cho chữ. Ồ, cây này màu, cây này cái gì đẹp quá anh? Cái lá đẹp quá. Hồng phụng. Hồng phụng. Này sâm núi. Không? Dạ. Thì sâm núi này đâu ai, sâm núi chứ không phải là bùm sụm. Dạ. Thì sâm núi kia linh sam. À, cái này là cái giếng mình xây để tiểu cảnh thôi. Tiểu cảnh. Mấy cây dừa hai đọt. Dạ. Một củ mà hai đọt. Một củ mà hai đọt.
Bình yên không? Quá bình yên luôn. Cái lại Nhật. À, này lại Nhật. Ông già. Già. Ông già 90 tuổi. Bị lãng tai. Ông chào ông. Dạ. Chào. Nhà này đằng xa hồi xưa là vách đất. À, vách dán. À, vách dán. Vách dán đất. Rồi sửa lại hồi 2005. Dạ. Nhà đẹp quá không? À, lại bị lãng tai. Lãng tai. Lãng tai. Cây thị 80 năm rồi. Wow, cây thị. Cây thị đó.